chấn động, thầy Tử Vi hé lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trời Phật độ mệnh. Cầu gì được nấy, ôm lộc phát tài. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch trở mình giàu sang cực đỉnh. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, cuộc sống này hầu như ai cũng mong cầu được bình an, hạnh phúc, an nhàn, có dư giả của cải tài chính, không phải lo toan việc cơm áo gạo tiền hàng ngày, đúng không ạ? Tuy nhiên, để có thể có một cuộc sống đáng mơ ước như vậy, không phải ai cũng may mắn có được. Dù đã rất cố gắng làm việc lam lũ, nhưng cuộc sống vẫn mãi vất vả, lo toan nghèo khó, túng thiếu nợ nần bủa vây. Trên đời này, không có cái gì là miễn phí. Muốn trở nên giàu có, ngoài phần may mắn thì phần lớn vẫn cần phải dựa vào sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân mình. Tuy nhiên, ở trong thời kỳ dưỡng dận, nếu ai biết nắm bắt cơ hội sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành quả, nhanh chóng thành công, vui hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thân mến, mới đây nhất các thầy Tử Vi nhận định, trong số 12 con giáp, có con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965 từ nay tới Tết 2025 âm lịch này sẽ hứa hẹn là một khoảng thời gian tài lộc dồi dào, may mắn liên tiếp. Quý cô bác nào sống tu tâm, tích đức, gieo những duyên tốt, hào phóng trước đó, thì nay sẽ được trời Phật ban phước lành, gia đình hạnh phúc, may mắn trúng lớn, đổi vận giàu có bất ngờ. Và trong video này, kênh Lộc sẽ chia sẻ vận trình tử vi chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh 1965 từ nay tới Tết 2025 âm lịch này. Đặc biệt là nếu bản mệnh biết được điều này thì sẽ hóa giải vận hạn, giúp cô bác gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965 là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người, nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng, Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là dẫn chứng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối. Những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình. Không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì, họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc,
mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai, nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha, mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Tất cả Ất Tỵ từ khi chào đời cho đến khi chạm ngưỡng cuối đời đều phải đối diện với cảm xúc đa dạng của cuộc sống, ngọt ngào, đắng cay, từ những thăng trầm, đau khổ, đến những khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng. Có một câu tục ngữ xưa rằng, sau qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, không ai tránh khỏi cảnh nghèo khổ, nhưng cũng không ai mãi mãi chìm đắm trong đau khổ. Tất cả sẽ qua đi nếu ta không từ bỏ hy vọng và tiếp tục nỗ lực dành cho Ất Tỵ nào đó đang bước vào mênh mông của nản chí và sự buông xuôi. Ất Tỵ đã mất đi bản thân, quên mất những kỷ niệm ngọt ngào đã từng tồn tại, nhưng Ất Tỵ không muốn sống một cuộc đời tầm thường. Vậy nên, Ất Tỵ phải kiên trì nỗ lực, Ất Tỵ không muốn một cuộc sống nhạt nhòa, vì vậy, Ất Tỵ phải làm việc chăm chỉ để đạt được sự thăng hoa. Ất Tỵ không muốn trở thành những kẻ vô cảm, không muốn mất đi những phẩm giá nhân tính, đó là lý do tại sao Ất Tỵ cần tiền bạc để giải quyết những vấn đề tai ương. Ất Tỵ cần thành công để không cảm thấy bất lực, để có thể giúp đỡ những người mà Ất Tỵ yêu thương. Trong cuộc sống, thế giới này là công bằng. Nó hoạt động theo một quy luật đơn giản, cho đi và nhận lại. Bất kỳ sự nỗ lực, sự cống hiến nào của Ất Tỵ sẽ được đáp lại bằng những thành công và phúc lợi tương xứng. Điều quan trọng là không ngừng phấn đấu và không từ bỏ hy vọng. Bởi chỉ có như vậy, Ất Tỵ mới có thể đạt được những thành tựu đầy ý nghĩa trong cuộc sống này. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua một giai đoạn khá cân bằng và ổn định, công việc có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng cần cẩn thận đối phó với những thách thức và biến động nhỏ. Nếu biết cách tận dụng thời cơ và giữ tinh thần lạc quan, Ất Tỵ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Về tài chính, đây là thời điểm tốt để đầu tư và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, hãy lưu ý quản lý tài chính một cách thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có. Tình hình sức khỏe của Ất Tỵ khá ổn định nhưng cũng không nên chủ quan. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Về mặt tình cảm, mối quan hệ gia đình và bạn bè đều hài hòa, mang lại sự hỗ trợ và động viên cần thiết. Đối với những người còn độc thân có thể gặp được người phù hợp nếu biết mở lòng và tạo cơ hội cho bản thân. Nhìn chung, thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch đối với tuổi Ất Tỵ là thời kỳ của sự ổn định và phát triển. Chỉ cần duy trì sự cẩn trọng và tinh thần tích cực, Ất Tỵ sẽ đạt được nhiều thành tựu trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ từ nay tới Tết 2025 âm lịch có thể không được thuận lợi như đầu năm, tuy nhiên vẫn đạt được sự ổn định và không quá khó khăn. Theo tử vi, có thể sẽ có một số thử thách trong thời gian ngắn,
nhưng Ất Tỵ không cần lo lắng hay sợ hãi, bởi sau đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ đồng thời đối mặt với thách thức và cơ hội. Một số người có thể gặp khó khăn trong công việc và cần phải cố gắng hơn để vượt qua. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ Thiên Hỷ và Thiếu Dương sẽ giúp Ất Tỵ có cơ hội được hỗ trợ và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thời điểm này, người tuổi Ất Tỵ có thể sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ và công việc hoàn toàn mới. Bản mệnh cần phải nghiêm túc học hỏi và dành thời gian riêng để tìm hiểu thêm kiến thức liên quan. Điều này sẽ giúp Ất Tỵ nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai. Sao Thiên Ấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ tích cực trong công việc khi có cơ hội tham gia vào các dự án quan trọng. Việc đóng góp một cách tích cực của Ất Tỵ sẽ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, từ đó thu hút sự quan tâm và đánh giá cao hơn. Một vấn đề quan trọng không kém trong thời điểm này là Ất Tỵ cần chú ý đến việc quản lý mối quan hệ trong công việc một cách thận trọng và giữ thái độ thân thiện. Để tránh những yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển của Ất Tỵ, áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi. Cùng với đó là sự cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tổ chức. Vì vậy, Ất Tỵ cần phải cẩn thận và cảnh giác. Đặc biệt đối với những người tuổi Ất Tỵ đang làm kinh doanh nhỏ lẻ, thì từ nay tới Tết 2025 âm lịch là thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp. Hãy tận dụng cơ hội và thể hiện bản thân một cách xuất sắc để có thể tiến lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, dù thành công có thể đạt được, Ất Tỵ cũng nên giữ thái độ khiêm tốn và phải vượt qua không ít thách thức. Đối với những doanh nhân, công việc kinh doanh từ nay đến hết năm này khá ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các chi tiết khi ký kết hợp đồng, văn bản để tránh bị lừa gạt và gặp rắc rối sau này. Để công việc kinh doanh thuận lợi hơn, Ất Tỵ nên tích cực xây dựng danh tiếng tốt, duy trì các mối quan hệ hiện tại và không quên chăm sóc đến những mối quan hệ cũ. Dù có đối mặt với những thử thách hay sóng gió, chỉ cần Ất Tỵ kiềm chế được cảm xúc, giữ bình tĩnh trước những khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội để phát triển, thì Ất Tỵ vẫn có thể tìm ra hướng đi cho riêng mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ được dự đoán sẽ có những biến động thăng trầm. Dù vẫn có nhiều cơ hội để Ất Tỵ làm giàu và tích lũy tài sản, nhưng cũng không ít rủi ro tiềm ẩn có thể khiến Ất Tỵ gặp khó khăn. Về phía thuận lợi, Ất Tỵ sẽ có cơ hội để tăng thêm nguồn thu nhập. Đây có thể là từ các khoản đầu tư tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên quý báu từ người khác. Tuy nhiên, do vận may không mấy thuận lợi, Ất Tỵ cần cẩn trọng hơn trong việc đầu tư, đặc biệt là khi tham gia vào các lĩnh vực mới. Đối với những người làm công ăn lương, duy trì công việc ổn định sẽ đảm bảo thu nhập đều đặn. Nếu Ất Tỵ làm việc chăm chỉ và thể hiện năng lực thì có thể kiếm thêm tiền từ các khoản thưởng, hoa hồng hay phụ cấp. Tuy nhiên, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, Ất Tỵ nên cố gắng không đạt mục tiêu quá cao khi kinh doanh hoặc đầu tư, bởi vì dù Ất Tỵ bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, thì vẫn có thể gặp khó khăn và không thu được lợi nhuận như mong đợi ở giai đoạn sau, thậm chí có người còn mất hết số tiền đã đầu tư. Điều này chắc chắn không phải là kết quả Ất Tỵ muốn thấy. Đối với những người kinh doanh, sẽ có một số khó khăn do tác động của sao xấu kiếp tài. Con đường kiếm tiền của Ất Tỵ có thể gặp phải một số trở ngại và lợi nhuận cũng có thể giảm đi. Đôi khi, đây có thể là do sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ hoặc do sự biến động không lường trước được của thị trường. Đặc biệt những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính có thể gặp phải những tổn thất nghiêm trọng khi đầu tư không đúng cách. Vì vậy, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thay vì hy vọng sẽ trở nên giàu có ngay lập tức hoặc mơ ước những điều viển vông. Hãy trân trọng những thành quả mà mình đã đạt được thông qua lao động chân chính, phát triển thói quen tiêu dùng hợp lý và cẩn thận trong việc chi tiêu để tích lũy được nhiều tài sản hơn. Ngoài ra, đừng vội vàng tham gia vào những lĩnh vực mới từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, bởi vì điều này có thể mang lại rủi ro lớn và bạn có thể dễ dàng bị lừa gạt. Nếu bản mệnh có một số tiền dư giả, hãy đầu tư vào ngân hàng để đảm bảo an toàn, mặc dù lãi suất không cao nhưng ít nhất cũng rất đáng tin cậy. Phương pháp này sẽ không gây thiệt hại cho bạn mà còn có thể nhận được một khoản thu nhập ổn định hàng tháng.
Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ hiện tại đang rất tốt, không có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Nếu Ất Tỵ duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng thì sẽ không có tình huống khẩn cấp xảy ra. Tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, đừng ngồi hoặc nằm quá lâu một chỗ. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của Ất Tỵ, hãy tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Bản mệnh có thể đến phòng tập gym và được hướng dẫn bởi huấn luyện viên cá nhân hoặc tập yoga tại nhà, đi bộ hoặc chạy bộ cũng là những hoạt động được khuyến khích. Hãy lưu ý rằng, việc xuất hiện hung tinh kiếp sát có thể đem lại những tổn thương và tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bạn. Vì vậy, khi đi lại hoặc làm việc, hãy luôn chú ý đến an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Đối với những người có bệnh trong người từ trước, hãy cẩn thận hơn để không làm tình trạng sức khỏe của mình xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian đầy bất ngờ và may mắn cho những người tuổi Ất Tỵ trong tình duyên, nhờ sự giúp đỡ của ba ngôi sao Thiên Hỷ, Hiếu Dương và sao Bách Diệt. Ba ngôi sao này là biểu tượng của sự may mắn trong tình yêu, sự hòa hợp và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống tình cảm. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, nhờ được cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất đi lợi ích lâu dài, cần có tầm nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho tuổi Ất Tỵ trong tháng này. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn đụng đâu hỏng đó. Càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui. Cũng bởi nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Ất Tỵ khiến các khí của tam hợp bị suy yếu, càng về cuối tháng công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi người tuổi Ất Tỵ cần bình tĩnh, sáng suốt hơn thì mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt lợi thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Đừng quá đặt nặng may rủi, một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tháng này có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngược xuôi nhiều hơn. Đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc nên khó được phút giây nào an nhàn ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ dội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 9 âm lịch. Về phương diện tài lộc, trong tháng này, Ất Tỵ có tài tinh thiên tài chiếu mệnh nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mục hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh, buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu, vận khí bấp bênh có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để cho Ất Tỵ đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn kẻo lợi bất cập hại,
làm gì cũng phải biết điểm dừng kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn vào việc tích góp. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa, giúp cho con giáp này phát triển. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tháng này Ất Tỵ có hung tinh thiên nguyệt chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ nên sức khỏe có phần sa sút, khó đoán, thể trạng không lý tưởng, bản mệnh có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, còn chịu tác động của hung tinh bạch hổ, dễ vấp ngã hoặc bị các vật nhọn đâm dẫn tới quả huyết quang. Hãy sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào tủ kính, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Khẩu quyết: vợ chồng quan tâm đến nhau là động lực để bạn cố gắng. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Dần. Màu sắc may mắn: cam, đen. Con số may mắn: 74, 46 và 35. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy, con đường sự nghiệp của người Ất Tỵ sẽ khó có được bước tiến nếu như bản mệnh vẫn giữ nguyên cách làm việc như hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, khó khăn thường đến từ chính bản thân bạn chứ không phải do tác động của các yếu tố bên ngoài. Thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều dẫn dơ, cứ sợ trước sợ sau như vậy, bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình, bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt đấy. Các tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển. Có điều là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn. Dù thời điểm này có phải hơi vất vả một chút, song là lúc thích hợp để tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cân nhắc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Phương diện tài lộc không có bước phát triển rõ rệt vào thời điểm này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bạn thường xuyên chần chừ, do dự, không dám thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này thường xuyên lo lắng, suy tính trước sau, sợ mình phải chịu thiệt nên đến lúc dám bắt tay vào công việc thì cũng đã lỡ thời cơ tốt nhất. Theo tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, dù không phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhưng bạn vẫn khó có thể kiếm được một khoản tiền dư dả như mong muốn. Bạn không nên than thân trách phận, mà hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là dám đối diện với những điểm yếu của mình để có hướng khắc phục và thay đổi. Chỉ khi bạn dám thay đổi, bạn mới có thể có những bước tiến trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn kinh doanh của mình, không nên mãi đi theo một lối mòn được vạch sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi, nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu, để mọi người xung quanh vượt qua mình. Hơn nữa, tháng này bạn nhận được sự nâng đỡ của các tinh tử vi và giải thần, nên dù khó khăn cũng vẫn sẽ tiềm ẩn cơ hội khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng. Bạn đừng nên tính toán quá nhiều, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội vừa làm vừa cân nhắc. Như vậy, bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời, đồng tiền cũng sẽ dần dần chảy về túi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 10 âm lịch. Đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ khá ổn định trong tháng này, dù phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn cũng như thường xuyên lo nghĩ. Song may mắn là bạn không cảm thấy quá mệt mỏi, bi quan, hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể và tập thể dục,
thể thao để tinh thần luôn được sảng khoái. Hơn nữa, bạn có thể gặp được những người thật sự tốt khi tham gia các hoạt động xã hội này. Họ sẽ đem lại cho bạn tác động tích cực trong tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ duy trì một lối sống điều độ, không nên thức khuya, dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa. Khi có sức khỏe, bạn sẽ có sức lực để làm việc, dần dần khắc phục khó khăn và vươn lên. Khẩu quyết: chuyện làm ăn không thuận lợi, chưa tìm ra hướng phát triển phù hợp. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đỏ, trắng. Con số may mắn: 85, 44 và 28. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Ất Tỵ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc vào tháng này. Nếu đang muốn tìm kiếm sự đột phá, bạn có thể sẽ phải thất vọng vì chưa được như ý nguyện. Nguyệt lệnh lâm đất tử cho thấy vận trình dễ rơi vào cảnh bế tắc, tiến độ công việc trì trệ, làm gì cũng nửa vời, chẳng thu được kết quả khả quan. Kế hoạch đặt ra vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch, chưa thể áp dụng vào thực tế hoặc quá trình tiến hành cũng không hoàn toàn đúng thời hạn đặt ra. Tháng này, mọi thứ ở trạng thái lơ lửng khiến bạn có đôi phần sốt ruột, nhưng không dễ để tìm ra cách để cải thiện hiện trạng. Bạn có nhiều mục tiêu muốn hoàn thành nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng. Bạn cũng dễ mất tập trung, không đủ hăng hái để phát huy tốt nhất. Tuổi Ất Tỵ tuy nhiệt tình nhưng lại nóng vội và cả thèm chóng chán. Vì thế có những việc làm theo hướng thích thì làm, không thích lập tức có thể dừng lại. Không vì bất cứ lý do gì, cũng chính vì nguyên nhân này mà mọi việc của bạn cứ ngổn ngang ngày càng tồn động. Nếu không nhanh chóng thay đổi, e rằng vận khí xấu càng thêm xấu. Bản mệnh đôi khi cảm thấy kiệt sức khi guồng quay công việc chẳng lúc nào ngừng, dường như mọi thứ đều không được như ý, trở lực quá nhiều ngăn cản con giáp này đi đến thành công. Tinh thần làm việc của bản mệnh sa sút đáng kể. Nếu làm trong môi trường ổn định thì rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, thờ ơ, có thể dẫn tới nhảy việc là điều khó tránh. Thêm cả thiên hình hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể sẽ luống cuống quá mức mà hành sự bất cẩn, nhẹ thì bị khiển trách, nghiêm trọng hơn thì thậm chí gây ra họa lớn, có thể dính tới pháp luật, chặn đứng đường tiến thân của mình. Những lúc như thế này, điều cần thiết nhất là hãy cho bản thân một khoảng lặng để nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu khi có thể đã kiệt quệ. Nếu cứ thúc ép bản thân làm việc liên tục, bạn cũng chẳng thể có đủ sáng suốt để mà giải quyết công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, với phương diện tài lộc, tiểu hao án ngữ trong vận trình tháng mới dự báo tình hình tài chính của bản mệnh vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù vẫn có thu nhập đều đặn từ công việc chính và một vài nguồn thu phụ, nhưng so với mức chi tiêu của bạn thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Điềm báo tử vi cho thấy việc thu chi bất ổn, bạn dễ mất nhiều hơn được nên làm gì cũng phải căng ke, thận trọng. Hãy nhớ rằng thu nhập của bạn ở chỉ mức ổn định chứ không quá dư dôi. Vì thế, con giáp này nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí cho những món đồ không cần thiết và đừng quên dành khoản tiết kiệm phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vào lĩnh vực hay sản phẩm nào đó, tuổi Ất Tỵ có thể nắm bắt thời cơ và tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sớm không có nghĩa là nóng vội. Để hạn chế rủi ro, bạn vẫn cần có kế hoạch, sự tính toán chu toàn trước khi hành động. Đặc biệt, bạn cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, tránh việc cả nể, tin tưởng kẻ xấu mà bị lừa gạt, tổn hao tiền của. Xem phi tinh tháng có sao Bát Bạch chủ tài lộc cùng xuất hiện với sao Lục Bạch ở cung Tây Bắc. Đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Bản mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồm tài lộc ở đây, sẽ có tác dụng kích hoạt tài lộc dồi dào, mang tới nhiều may mắn và tiền bạc hơn cho bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng này, nguyệt lệnh lâm tử, nơi sức khỏe của bạn có nhiều vấn đề đáng lưu tâm, thể lực giảm sút, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày của bạn. Bạn nên chú ý chăm sóc và thận trọng với những tín hiệu bất thường trên cơ thể. Lại thêm hung tinh thiên hình chiếu mệnh là điềm báo về hình thương, tai dạ, bản mệnh nên thận trọng, cẩn thận khi làm việc,
nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm để tránh tai nạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần giữ an toàn khi tham gia giao thông để tránh hung giận quá lớn, có thể gây ra sự cố tai nạn hoặc quả huyết quang. Khẩu quyết: chớ dậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 70, 57 và 68. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bản mệnh có thể yên tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong. Nhìn thấy thành tích ngay tức khắc, các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán. Do đó tới cuối tháng, bạn có thể yên tâm đón một cái Tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những người tuổi Ất Tỵ còn không ngừng ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần, vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kiêu. Kiểu khoe khoang, lưu ý, tháng này nguyệt lệnh lâm mộc dục có thể khiến tâm tình bạn thiếu sự kiên nhẫn, nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác, làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt, khiến bạn chạnh lòng và giận dỗi, nhưng thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực, mộc dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Tuổi Ất Tỵ có thể được gần gũi một vài nhân vật có uy tín, giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không dễ gì có được nên bạn cần tranh thủ học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân khi cần thiết. Hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài, kể cả khi bạn không làm theo những lời khuyên này, thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp bạn thay đổi ý tưởng của mình cho hợp lý hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng mà bản mệnh được nhận các khoản lương, thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính được dự báo sẽ khá dồi dào. Một số bạn biết chớp thời cơ, thể hiện năng lực đúng lúc nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư giả, tạo điều kiện để bạn sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên dung tiền bừa bãi, bạn nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết. Cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này, thực hiện các kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa lãng phí. Với người làm kinh doanh, tháng chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán, nếu biết tận dụng thời cơ. Bạn có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này, bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy vọt bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà nóng vội mở rộng quy mô quá mức vào lúc này. Tốt nhất vẫn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước, trong và sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng, hãy nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 12 âm lịch. Do chịu ảnh hưởng của hung tinh Thiên Nguyệt, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tháng chạp có dấu hiệu giảm sút, nguyên nhân chủ yếu do bạn mãi mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tết nhất cận kề nên có nhiều việc phải lo cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển đi lại, làm việc chân tay trong tháng cũ mật cũng phải cẩn thận kẻo da đụng gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc sơ hở gây mất đồ đạc.
khẩu huyết, tinh thần uể oải, không muốn làm việc. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 80, 66 và 86. Trên đây là tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.